cái xe đấy rồi mua tính ra thành 9 triệu. Nhưng bây giờ thì còn nợ nần gì không? Tất cả gia đình thì còn nợ nần gì không? Không, trả nợ thì chỉ tầm ấy 30 triệu. Ấy vay cái khoản tiền đó là vay của bên... À thì cũng đỡ, thì mình tưởng là vay... À vay của ngân hàng à? Không, tức là không phải vay ngân hàng mà vẫn là vay credit nhưng mà là của ngân hàng, chứ không phải là vay kiểu là dân xã hội. Cứ tưởng lãi ngoài thì chết thì mấy tháng thì là mình sẽ kiểu nhờ vả để tác động và xin được cái lãi. Tức là bây giờ là vay ngân hàng giảm bình thường đấy. Thế nhưng nếu mà tất toán thì còn bao nhiêu tiền nữa là giảm hết? Đấy là nói là còn 45 triệu. À, mình xin phép quay chưa? Đang quay. Ồ, thế phải xin phép chứ. Bây giờ phải gì đâu. Tuy nhiên nhá, bởi vì là bọn mình cái nhất là cái số tiền này là mình là công khai. Mình chỉ là đại diện cho các bạn ở trường công khai trao cho Sơn là bao nhiêu này. Và Sơn kiểu đã nhận bao nhiêu là mình công khai để khi mà mình về xong báo cáo. Cho nên là nhất là mình phải xin phép trước là mình phải quay. Còn bây giờ quay rồi Sơn cũng chắc không vấn đề gì đúng không? Không, vì cái này nó là... cái này nó là... Thế thì... hôm nọ là 22 triệu đã dùng hết 15 triệu là giải nợ. Và bây giờ còn nợ khoảng độ 14-15 triệu nữa đúng không? Thế còn nếu mà sau khi trả lấy xong là coi như là sẽ sạch nợ đúng không? Chỉ tập trung vào làm ăn thôi đúng không? Thế thì bây giờ thì mình ví dụ mình đủ số tiền nợ đấy là giả tiền để giả nợ ấy thì mình có cái số tiền em không có định làm gì khác hay chỉ giả nợ thôi. Mình cũng giả nợ với cả mình có cho con cái hay là bà biết quê bà mua thêm cái tủ quần áo cho cháu, quần áo cứ để toàn bọc biết như này. Tôi dự định là mua một cái tủ quần áo đi. Mua thêm một ít đồ quần áo thứ bà với cả cho trẻ con nữa. Thì hôm trước tôi nói rồi, quần áo cho trẻ con không phải mua đâu, bây giờ một kiểu ở trường ấy kể bọn tôi cũng đi thu gom quần áo cho các bạn mà. Bây giờ ví dụ như là một bạn lớp mấy nhỉ? Cho lớp 4. Một bạn lớp 4, một bạn lớp mấy? Cháu 5 tuổi. Một bạn lớp 4, một bạn 5 tuổi thì tôi sẽ về tớ gom cho. Xong thì bạn đến, tự nhiên thì mình mua gì đầy người có mà. Bạn đến này bạn cứ ở đâu thì bạn... Ừ, cái đấy nhá, thì riêng quần áo là xong nhá, đây là không cần phải mua, để tiền đấy làm việc khác. Còn cái thứ hai là hôm trước Phúc nó có nói là về mình cũng muốn là Sơn khi đi kiểm tra sức khỏe thì xem là đấy là cái tôi quan tâm nhất, bởi vì sức khỏe mình có ổn. Tớ thì tớ không dám đi. Dạ. Tại vì bây giờ đi thứ nhất là sợ có bệnh à? Thứ hai là để nó lòi ra bệnh thì lại càng thêm đau đầu. Ấy có bảo hiểm chưa? chưa. Nếu mà chưa có bảo hiểm thì theo tớ thì là tạm thời là ở công ty nó không có chế độ ấy, thì là cái chế độ bảo hiểm mua của phường ấy. Đúng rồi, mình chỉ là bao tiền một năm nhỉ? Một năm nó rơi vào khoảng tầm 600.000. Đấy, thì cái đó nó rất là tốt, bởi vì cái này ấy, những cái lúc là bây giờ ấy là ấy đang không dám đối diện với cả cái việc là mình sợ bệnh, mình đang đi sợ bệnh, vì là mình sợ là các cái xét nghiệm nó tốn kém. Nhưng mà nếu như chẳng may một ngày nào đó mà khi nó phát bệnh ấy thì cái chi phí mà có bảo hiểm ấy nó sẽ đỡ rất là nhiều. Cho vậy cái đấy sẽ tìm hiểu thêm nhá, xong rồi có gì mình sẽ bảo Phúc nó cụ thể ra. Khi cái này sợ mấy người không biết thì phải nhờ người nào biết để được rồi. Nhá. Thế thì ok. Hôm trước thì ở tại sân là có được 22 triệu. Thì mọi người cũng nói chung cũng nhờ rất nhiều bạn, cũng rất nhiều tình cũng đóng góp thì là có thêm được một khoản nữa. Thì hôm nay tớ gọi là thay mặt trường đấy thì cũng qua là để trao nốt cái phần còn lại cho Sơn. Và tớ thì tớ nghĩ là này, quan trọng nhất là cái sự hỗ trợ của mọi người ấy, thì Sơn sẽ sử dụng nó gọi là có ý nghĩa, tức là cho gia đình là cho ấy, cố gắng là làm sao sử dụng tiền nó ý nghĩa nhất. Cái này thì mình rất trân trọng. Và không, đấy là anh em nói thôi, còn bọn tớ sẽ nhờ Phúc nó sẽ phải theo dõi và báo lại cái kết quả. Tức bọn tớ là nghĩ là như thế là tốt nhất, tức là mình đã được rất nhiều bạn hỗ trợ thì mình phải làm sao cho nó xứng đáng với những cái gì mà người ta đã dành cho mình ấy. Chứ bây giờ nhiều ông mà không nói Sơn, nhiều ông mà không ấy thì nhiều khi 5-10 triệu nó cũng
chỉ là cơn gió thoảng thôi, đúng không? Thì đây thì nhờ Lan thì cũng chụp một kiểu ảnh hay nào đấy để trao cho Sơn với cả tự nhiên quên tên rồi, từ từ nhá. Vân à, đúng không nhỉ? Quý à? Đấy, thế thì đấy nhá, hai vợ chồng cố gắng là bảo ban nhau và có giữ sức khỏe. Và anh sẽ mong đợi là một vài tháng nữa mọi người sẽ thông báo lại tình hình như nào, thông báo phúc được và thông báo trực tiếp cho anh. Bởi vì thực ra bọn anh đây là một cái gì đó rất là dài hơi, chứ không phải là ngay đến anh em mình chào nhau đây là xong. Và bọn anh muốn biết kết quả của cái việc mà rất nhiều người đã hỗ trợ mình thì bọn em làm như thế nào nhá. Đấy thì chúc Sơn cũng là Tết nhất thì cũng cố gắng là xem cũng mua quà tiếp cho bà. Còn hai tên này thì về anh sẽ ấy nữa, bà nhà ngoại là, nhà ngoại xem quà cáp nhà về thăm các ông nhà nhá. Thì nhờ Lan chủ trọng một cái ảnh đấy, Sơn nhận giúp.